Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 90 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nôn trớ là một tình trạng phổ biến của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nhất là trong giai đoạn các bé còn đang bú sữa mẹ. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này, hệ thống tiêu hóa của bé còn non nớt và yếu ớt. Các van trong dạ dày hoạt động chưa đồng bộ, gây nên tình trạng trẻ thường bị nôn, trớ sữa hoặc thức ăn ra miệng. Nôn trớ ở trẻ nhỏ thường là lành tính và tự khỏi khi trẻ lớn hơn. Nhưng đôi khi, nôn trớ lại là biểu hiện của những bệnh lý tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, hẹp môn vị, triệu chứng của bệnh lý đường hô hấp hay bệnh lý toàn thân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách khắc phục tình trạng nôn trớ ở trẻ em qua sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn. Như Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn một cái chủ đề rất là gần gũi với các bạn, đặc biệt là các cái mẹ bỉm sữa đang là nuôi con nhỏ. Đó là cái bài nôn trớ ở trẻ sơ sinh. Thì như các bạn đã biết đó, trẻ con mà nó nôn trớ đó là cái hiện tượng rất là quen thuộc với bất cứ cha mẹ nào đang là nuôi con nhỏ. Và cái hiện tượng nôn trớ này thì nó thường xuyên xảy ra liên tục, bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu thì nó cũng trẻ con nó cũng có thể là nó nôn trớ. Thì nôn trớ thì nó có thể xảy ra khi mà trẻ con nó vặn mình hay là nó cười đùa thái quá. Thậm chí là nó vừa ăn xong nó cũng có thể là nó nôn trớ ra, hoặc là trẻ vừa bú mẹ xong thì trẻ cũng nôn trớ sữa ra ngoài hết. Thì trước khi mà đi tìm hiểu về cái chứng nôn trớ ở trẻ em này đó, thì chúng ta cùng thống nhất một số các khái niệm về nôn là gì, trớ là gì. Chứ không phải nôn trớ là giống nhau nha các bạn. Thì thứ nhất là chúng ta đi tìm hiểu về nôn. Nôn đó các bạn. Hay là ở trong miền Nam của mình thì thường gọi là ói mửa đó các bạn. Thì tùy theo cái phương ngữ, thường là ở ngoài miền Bắc thì người ta hay dùng cái từ nôn, còn ở miền Nam của mình thì hay dùng cái từ là ói mửa các bạn. Thì nôn hay là ói mửa, ói mửa, ói mửa đều là đồng nghĩa với nhau nha các bạn. Tức là mình định nghĩa nó nôn là gì? Là cái tình trạng mà các cái chất ở trong dạ dày như là sữa hay là thức ăn chẳng hạn, nó bị đẩy ra ngoài qua cái thực quản. Đây là cái miệng của em bé đây nha các bạn. Thì từ miệng xuống có thực quản nè. Đây là dạ dày các bạn. Thì người ta định nghĩa là nôn là gì? Nôn là thức ăn hay là sữa ở trong dạ dày nè, nó được tống ra ngoài thực quản, đi ra đường miệng dưới cái sự co bóp của dạ dày và với cái sự co bóp của cơ thành bụng thì gọi là nôn hay là gọi là ói mửa nha các bạn. Đây là cái hiện tượng mà nó có sự phối hợp của hai cơ quan. Thứ nhất là dạ dày nó co bóp, thứ hai là cơ thành bụng nó co thắt lại, nó đẩy các cái chất dịch ở trong cái dạ dày của bé ra ngoài thì gọi là nôn nha các bạn. Đó là hiện tượng nôn. Còn trớ, trớ là gì các bạn? Thì trớ đó thì trong miền Nam mình đó thì gọi là ọc sữa nha các bạn. Ọc sữa hay là ọi cũng được. Đó cũng có tùy theo từng vùng nha các bạn. Thì đều gọi là trớ. Trớ là cái gì? Trớ là cái hiện tượng mà thức ăn hay là sữa từ trong dạ dày, nó được dạ dày co bóp và đẩy thức ăn ra ngoài đường miệng theo cái đường thực quản này. Và không có sự phối hợp co bóp của cơ thành bụng. Và cái áp lực thường là nhẹ, nó từ từ nó đẩy ra ngoài thì gọi đó là trớ. Giả sử như các bạn thấy là bé nó mới bú xong thì nó ọc ra một ít sữa ở miệng nó thì đó gọi là trớ. Nó không có bị co thắt cái cơ thành bụng nó và cái áp lực nó không cao, cho nên là nó từ từ nó đẩy ra ngoài thì gọi là trớ. Hay là ở trong miền Nam mình thì gọi là ọc sữa hay là ọi ra sữa vậy các bạn. Thì đó là cái khái niệm để cho chúng ta thống nhất với nhau trớ là gì và nôn là gì, nôn ói là gì ở trong
miền Nam mình thì hay dùng gọi là từ ói mửa các bạn. Thì chớ thì thường là hay gặp ở trẻ sơ sinh nhiều hơn, và thường là nó kèm với lại ở hơi ra. Thì đó là cái khái niệm về nôn và chớ nha các bạn. Thì cái nguyên nhân nào mà gây ra cái hiện tượng nôn chớ ở trẻ em này? Thì như các bạn đã biết, trẻ sơ sinh nó có một cái hệ tiêu hóa nó còn rất là non yếu. Và giữa thực quản và dạ dày này, nó có một cái cơ vòng gọi là cái cơ thắt tâm vị các bạn. Đây, thực quản xuống đây, nó có cái cơ thắt tâm vị, còn đây là cơ thắt mô vị. Khi mà thức ăn được ăn vào trong bao tử, thì cái cơ môn vị này nó đóng lại. Đó. Và khi mà ăn xong một bữa ăn thì cái cơ tâm vị này nó cũng đóng theo, và cái cơ môn vị này được mở ra để cho thức ăn đi xuống. Đó là sinh lý của cái dạ dày, nó gồm có hai cái nhóm cơ vòng của tâm vị và môn vị. Thì vì một cái lý do nào đó mà cái cơ vòng, cơ thắt của cái tâm vị này nó không đóng kín. Nhất đặc biệt là ở trẻ sơ sinh thì cái hệ tiêu hóa nó chưa có hoàn thiện các bạn. Chính vì vậy mà khi mà thức ăn ăn vào đây quá nhiều hoặc là dưới cái sự co thắt bất thường của dạ dày thì nó làm cho thức ăn sữa đi ra ngoài, thì đó là gọi là cái hiện tượng là trào ngược thức ăn lên cái thực quản và đi ra ngoài. Ở trẻ sơ sinh thì cái sự hoạt động của các cái cơ này nó chưa được hoàn thiện, cho nên là nó rất dễ xảy ra cái tình trạng là nôn chớ các bạn. Cộng thêm với lại cái dạ dày của trẻ sơ sinh thì nó thường là nằm ngang, nó chưa có đi dọc xuống như của người lớn. Chính vì vậy mà cái nôn chớ nó rất dễ xảy ra nếu mà trẻ ăn quá no, hay là trẻ bị kích thích như là trẻ cười giỡn nô đùa chẳng hạn, thì cái tình trạng này nó cũng xảy ra hiện tượng nôn. Và cái hiện tượng này nó sẽ được giảm dần theo cái sự phát triển của trẻ. Thì trong vòng khoảng 1 năm 12 tháng thì cái dạ dày nó đang là nằm ở cái tư thế hơi chết ngang một chút các bạn. Hơi chết ngang một chút thì nó sẽ, khi mà trẻ lớn lên thì cái dạ dày này nó có chiều hướng đi thẳng xuống, thì vấn đề nôn chớ nó sẽ được giảm đi. Cộng thêm với lại cái cơ thắt của tâm vị nó được hoàn thiện hơn, nó co bóp lại, nó không làm cho thức ăn từ dạ dày trào ngược ra ngoài, thì cái hiện tượng nôn chớ nó cũng sẽ giảm đi. Cái nguyên nhân và cái nguyên nhân thứ hai mà làm cho trẻ bị nôn chớ đó các bạn là khi mà mẹ mà cho bé bú ở cái tư thế nó không có đúng chẳng hạn, nó cũng gây ra cái hiện tượng mà nôn chớ, hoặc là cái miệng của bé nó ngậm vô cái ti, không có ngậm sâu hết, giả sử như cái ti đây các bạn, ngậm không hết sâu vô bên trong, thì khi mà bú như vậy đó, nó làm cho không khí nó cũng đi theo sữa, nó đi vào dạ dày của bé, làm cho cái dạ dày này chứa nhiều hơi, cho nên nó cũng xảy ra cái tình trạng nôn chớ. Hoặc là mẹ cho bú nhiều quá, một cái lượng sữa nhiều hơn, mỗi một cữ nó nhiều hơn cái thể tích mà cái dạ dày này nó chứa được, thì nó cũng làm cho cái tình trạng nôn chớ xảy ra. Hay là bé vừa ăn no xong, vừa bú no xong thì mình đã đặt bé nằm xuống rồi hoặc là cuống tã mà kỹ quá, hay là băng rốn kỹ quá, thì cũng làm cho trẻ dễ bị nôn chớ các bạn. Trẻ mà nó vận động nhiều quá, hoặc là nó vừa nằm, nó vừa ăn, nó vừa chơi, hay là mình cưng nựng nó, mình ru võng nó mạnh quá, nó cũng có thể là gây ra cái hiện tượng nôn chớ. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Các nguyên nhân vừa kể đó thì đó là cái nguyên nhân sinh lý thôi, bình thường. Còn ngoài ra còn có các cái nguyên nhân bệnh lý. Thì một số các cái bệnh lý nó cũng có gây ra cái triệu chứng nôn chớ này ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Thứ nhất là giả sử như là những cái bệnh lý liên quan đến hệ thống tiêu hóa, như là bé bị nhiễm khuẩn đường ruột chẳng hạn. Rồi một số bệnh lý về thần kinh, như là bé bị viêm não, viêm màng não, nó cũng gây ra cái tình trạng tăng áp lực nội sọ và nó gây ra nôn ói. Thì thường là nếu mà các cái bệnh lý về thần kinh như là viêm não, viêm màng não thì thường là nôn nha các bạn, nôn ói, ói vọt ra các bạn, chứ không phải là chớ. Chớ thì chỉ là hiện tượng ọc sữa ra một cách rất là từ từ, và nó không có cái áp lực mạnh, nó không có sự tham gia của cơ thành bụng, cho nên là nó cái nôn này ở các cái bệnh lý mà do thần kinh như là viêm não, viêm màng não thì nó ói rất là mạnh các bạn, gọi là nôn vọt ra các bạn.
Rồi ngoài ra thì còn có các cái trường hợp mà nó bị sốt, nó cũng có thể là làm cho bé bị nôn chớ, hay là bé khóc nhiều, quấy khóc cũng có thể là gây ra những tình trạng nôn chớ. Một cái nhóm bệnh lý khác nữa cũng gây ra nôn chớ, đó là cái hiện tượng tắc nghẽn ở trong dạ dày hoặc là ruột. Thì có thể là có cái dị tật ở đường tiêu hóa này. Rất nhiều trường hợp mà bé bị hẹp cái thực quản này các bạn, thì nó cũng gây ra cái hiện tượng mà nôn chớ. Rồi tắc ruột thì nó cũng gây ra cái tình trạng nôn ói ở trẻ em. Nhưng mà những cái bệnh ngoại khoa thì thường là trẻ quấy khóc, rồi có sốt cao, có những cái hiện tượng như là đau nôn, bí trướng chẳng hạn. Thì đó là những cái trường hợp mà có tắc nghẽn ở đường tiêu hóa hay là lồng ruột chẳng hạn. Thì nó ngoài những cái triệu chứng nôn chớ này thì nó còn có nhiều các cái triệu chứng khác nữa mà khi mà bác sĩ thăm khám thì người ta sẽ phát hiện ra cái nôn chớ đó là do cái nguyên nhân nào. Ngoài ra thì còn có cái tình trạng là không có dung nạp sữa. Thì trẻ mà dùng sữa công thức thì nó cũng hay bị nôn chớ hơn là những cái trường hợp mà trẻ bú mẹ. Đó là những cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng nôn chớ ở trẻ em. Thì bây giờ là mình phòng ngừa cái tình trạng nôn chớ này thế nào? Thì thứ nhất á, là chúng ta phải cho nó bé bú đúng cái kỹ thuật. Tức là khi mà bé bú thì mình phải cho bé ngậm sát hết vô cái ti đây. Mình phải cho bé ngậm trọn vẹn hết vô cái ti. Thì để khi mà bé núc sữa như vậy đó thì không khí nó không có vô được. Nó cũng làm cho cái bao tử này không có hơi ở trong đó. Nó cũng giảm đi cái tình trạng nôn chớ ở trẻ em. Nếu mà ngược lại bú bình cũng vậy. Khi mà cái bình sữa như vậy đó thì khi mà mình dốc cao cái bình sữa lên cho bảo đảm rằng cái núm vú của cái bình sữa luôn luôn được ngập sữa hết, không có để là nửa vừa là hơi vừa là sữa đi vô. Như vậy thì bé cũng vừa uống sữa vô mà lại kèm theo với nuốt cả không khí vô, thì cũng làm cho bé rất là đầy hơi và dễ xảy ra cái tình trạng nôn chớ. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chia các cái cữ bú ra làm nhiều bữa cho nó phù hợp với từng lứa tuổi. Giả sử như là trẻ mới sinh, trẻ sơ sinh đó các bạn, được 1-2 ngày đầu thì cái bao tử này nó chỉ khoảng từ 5 ml đến 10 ml thôi, mà mình cho bú tới 20 ml thì nó không chứa hết, nó cũng gây ra cái tình trạng ọc sữa, nôn ói các bạn. Cho nên là phải tùy theo lứa tuổi, tùy theo cái dung tích của cái dạ dày của bé mà mình cho uống cái lượng sữa hoặc là cho bú cái lượng sữa thích hợp. Thì trong một cái chương trình khác tôi sẽ nói về cái sinh lý của cái dạ dày của em bé, mỗi một tháng thì nó sẽ lớn ra bao nhiêu, và mỗi một cữ bú của từng cái lứa tuổi của em bé, từng tháng, một tháng thì bú bao nhiêu, 2 tháng, 3 tháng, cho tới 1 năm, thì mỗi một thời điểm như vậy thì mình cái lượng sữa bé bú như thế nào là cái mức trung bình, để từ đó chúng ta đưa có một cái chế độ cho bé bú một cách phù hợp thì nó cũng không có xảy ra cái tình trạng nôn ói. Và sau khi mà chúng ta cho bé bú xong thì chúng ta nên cho bé nằm đầu cao sau khi mà bé bú xong, và khi mà bú xong á, thì mình để cái người em bé cái đầu nó tựa vào vai mình và mình vỗ nhẹ ở cái lưng của bé thì cũng làm cho bé được ở cái hơi lên và nó sẽ giảm đi cái tình trạng nôn ói ở trẻ em. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa là mình khi mà mình bận đồ cho bé, đặc biệt là mình cuốn tã đó các bạn, thì mình nên cuốn vừa phải, tránh cái tình trạng mà mình cuốn quá chặt, và sau khi mình bú xong thì cũng xảy ra cái hiện tượng là bé bị ọc sữa. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn có thể là sử dụng các cái gối chống trào ngược. Bây giờ trên thị trường nó bán những cái loại gối để mà nó hơi nằm đầu cao lên. Thì sau khi mà mình cho bé ăn xong thì mình cho bé nằm lên cái gối đó, nó nằm ở cái tư thế Fowler đó các bạn, thì nó cũng làm giảm bớt được cái tình trạng ọc sữa ở trẻ em. Ngoài ra thì khi mà cho bú xong, mình đã đặt cái đầu của em cao lên và mình vỗ trên lưng cho bé để cho nó ở hơi ra, thì mình có thể là nhẹ nhàng mình massage cái thành bụng cho bé. Mình massage theo cái chiều kim đồng hồ, tức là mình massage dọc theo cái khung đại tràng, mình dọc theo cái chiều kim đồng hồ như vậy, thì nó cũng làm cho thức ăn được mau tiêu hơn và
nó tăng cái nhu động ruột ra thì nó cũng làm cho giảm bớt cái tình trạng đầy bụng nôn chớ ở trẻ em. Đó là những cái trường hợp mà nôn chớ nhẹ thì chúng ta có thể khắc phục bằng những cái biện pháp như tôi vừa nêu. Còn trường hợp mà khi mà trẻ bị nôn chớ đã xảy ra rồi thì mình khi mà trẻ nôn chớ nhiều thì chúng ta nên để bé nằm một bên, nghiêng qua một bên để tránh cái tình trạng mà khi mà các cái chất nôn ở trong dạ dày của em bé nó bị nôn ra thì nó bị sặc các bạn. Thậm chí là có khi nó hít vào gây viêm phổi rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta để bé nghiêng qua một bên, chúng ta lau nhẹ nhàng, lau sạch cả cái chất nôn ói đó và chúng ta vệ sinh cái đường thở cho bé. Trường hợp mà bé bị ọc sữa quá nặng và có nhiều những cái trường hợp mà ở nhà mà bé nôn vọt ra như vậy và bé bị sặc cái sữa thức ăn ói ra và làm cho bé bị suy hô hấp thì cũng đã có xảy ra rồi. Và gặp những cái trường hợp như vậy thì tự nhiên mình thấy bé nôn ói nhiều, ho sặc sụa, có khi là tím tái không thở được, cũng có khi là bé người bé mềm nhũn ra, thì những cái trường hợp đó là chúng ta phải tiến hành cấp cứu khẩn cấp các bạn. Thứ nhất là chúng ta vỗ lưng để cho bé nằm đầu thấp xuống, mình dỡ hai cái chân bé lên và mình vỗ ở trên cái sau lưng của bé 4-5 cái, phải đủ mạnh giữa hai cái bả vai nó và cái đầu của nó thì hướng xuống dưới để cho nó giăng những cái chất nôn mà nó bị sặc vào đường hô hấp các bạn. Và chúng ta quan sát coi là bé đã thở được chưa, da có hồng hào lại không. Và nếu mà chưa được thì chúng ta tiếp tục vỗ như vậy và chúng ta dùng tay để chúng ta móc hết những cái thức ăn mà nó còn dính ở trong miệng bé. Hoặc là nếu mà ở nhà trong cái tình trạng khẩn cấp mà chúng ta không có những cái dụng cụ để hút thì chúng ta có thể dùng ngay miệng của chúng ta để chúng ta hút sạch những cái sữa thức ăn ở trong miệng của bé để tránh cái tình trạng bé bị ngạt thở, suy hô hấp. Và ngay lập tức thì chúng ta phải đưa bé đến cái cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Thì như vậy là tôi đã trình bày cho các bạn biết cái tình trạng nôn chớ ở trẻ em là gì một cách rất là khái quát để các cái mẹ bỉm sữa biết cách chăm sóc cho bé yêu của mình, đặc biệt là các cái bà mẹ lần đầu nuôi con nhỏ còn bỡ ngỡ. Và trên đây là những cái phần trình bày một cách tổng quát, còn rất là nhiều thiếu sót. Mong quý vị nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn, chuyên sâu hơn ở những cái chương trình tiếp theo. Và cuối cùng thì chúc cho các mẹ bỉm sữa một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về triệu chứng nôn chớ ở trẻ em. Hy vọng rằng với những kiến thức mà bác sĩ vừa truyền đạt sẽ giúp các mẹ bỉm sữa biết cách chăm sóc cho bé yêu của chúng ta, tránh được các tình trạng nôn chớ mỗi khi bú sữa hoặc khi ăn uống, để bé phát triển mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.